Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, tại phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gọi tắt là Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị tổ chức có liên quan, các bị cáo, người liên quan bị đơn dân sự đều giữ nguyên kháng cáo. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước phiên tòa phúc thẩm diễn ra, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả của vụ án. Tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử một cách ngắn gọn. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ở cấp sơ thẩm, ông Nguyễn Thanh Long bị tuyên phạt 18 năm tù giam về tội danh nhận hối lộ. Khi tòa hỏi bị cáo có thay đổi, bổ sung hoặc rút kháng cáo không, bị cáo Nguyễn Thanh Long trả lời không ạ. Trước buộc khai báo, bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á trình bày ở phần xét hỏi, bị cáo Việt đề đạt mong muốn hội đồng xét xử xem xét lại bối cảnh và bản chất hành vi phạm tội của Việt để xem xét giảm nhẹ. Bị cáo Việt thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm nêu là đúng. Nhưng về cách xác định thiệt hại thì bị cáo Việt cho rằng, theo bị cáo, cần xác định thêm các vấn đề liên quan, ví dụ như về giá thành. Về vấn đề này, bị cáo nhờ luật sư làm rõ hơn. Bị cáo mong muốn hội đồng xét xử xem xét lại bối cảnh và bản chất hành vi phạm tội của bị cáo. Luật sư của bị cáo Việt cho rằng cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc Phan Quốc Việt đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và được cơ quan điều tra ghi nhận. Đặc biệt là việc khai báo về hành vi đưa hối lộ, giúp làm rõ hành vi phạm tội của một số bị cáo khác. Tại phiên tòa, chủ tọa cũng hỏi đến người thân là vợ và mẹ của Phan Quốc Việt. Hai người này nêu ý kiến xin hủy kê biên với các sổ tiết kiệm đứng tên mẹ và các con của Phan Quốc Việt với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng. Các sổ tiết kiệm này bị cấp sơ thẩm đánh giá là tài sản có được từ việc bán kit test xét nghiệm của Việt Á. Tuyên tiếp tục kê biên, đảm bảo thi hành án. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nêu trước tòa phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hùng trình bày các tình tiết giảm nhẹ mới, bao gồm việc Trịnh Thanh Hùng đã vận động gia đình khắc phục 100% số tiền nhận hối lộ mà ở cấp sơ thẩm bị cáo chưa khắc phục hết. 350.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình bị cáo Hùng nộp thêm 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án. Bị cáo Hùng cũng trình bày thêm các thành tích của bản thân, thành tích trong lao động của vợ, thành tích của con, cũng như các huân chương huy chương của bố vợ và xin hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngày hôm nay, 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Hội đồng xét xử phúc thẩm do thẩm phán Phạm Văn Tuyển làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Hiện có hơn 10 luật sư tham gia phiên tòa bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi của những tổ chức cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Khoảng 7 giờ 30 phút, bị cáo Phan Quốc Việt cùng nhiều bị cáo khác được xe chuyên dụng dẫn giải đến tòa. Khoảng 1 tiếng sau, bị cáo Nguyễn Thanh Long cũng được đưa đến tòa. Tại phiên xử phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Thanh Long mặc áo sơ mi màu xanh, đeo khẩu trang kín mít, tóc bạc trắng, vóc dáng gầy hơn so với phiên sơ thẩm. Trong vụ án này, Công ty Việt Á cũng có đơn kháng cáo đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán kit xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án. Việt Á yêu cầu các tổ chức mua kit xét nghiệm của doanh nghiệp này mà không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền cho Việt Á theo như hợp đồng đã ký kết. Việt Á còn kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa, hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến vụ án. Một số cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét hủy bỏ kê biên, phong tỏa nhiều sổ, thẻ tiết kiệm. Theo bản án sơ thẩm xét xử hồi tháng 1 năm 2024, năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát nên chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu sinh phẩm phòng chống dịch. Phan Quốc Việt do muốn Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu nên tác động với ông Trịnh Thanh Hùng,
Phó Vụ trưởng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, với mục đích để công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm, sau đó chiếm đoạt, biến kit test thành sản phẩm của công ty để sản xuất, tiêu thụ. Ông Phan Quốc Việt đã thông đồng với ông Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, để Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tham gia, phối hợp Học viện Quân y thực hiện đề tài. Phan Quốc Việt sau đó đề nghị Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế can thiệp, tác động, chỉ đạo để Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức kit test COVID-19. Khi Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 kit xét nghiệm cho Bộ Y tế, Việt Á đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng trên một kit test không có căn cứ. Trong quá trình phạm tội, Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 2,25 triệu đô la Mỹ, Nguyễn Huỳnh, thư ký của bị can Long 4 tỷ đồng, Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế 300.000 đô la Mỹ, Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó Vụ khoa học và công nghệ 350.000 đô la Mỹ, Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế 100.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, Phan Quốc Việt còn chi tiền cảm ơn cho bị cáo Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ 200.000 đô la Mỹ và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh 200.000 đô la Mỹ. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long 18 năm tù, Nguyễn Huỳnh, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý Giá thuốc, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế 9 năm tù, Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế 8 năm tù, Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế 7 năm tù, Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương 13 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên phạt tổng cộng 29 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Các bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương bị phạt 5 năm tù. Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng cùng bị phạt 4 năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng bị phạt mỗi người 3 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01 Bộ Công an vẫn đang điều tra các gói thầu thuộc dự án mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao theo nguồn tin tố giác tội phạm tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Theo đó, C01 Bộ Công an đã triệu tập 52 người, gồm giám đốc, phó giám đốc, các trưởng phó phòng chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện Mắt Trung ương để làm rõ các nội dung liên quan đến các gói thầu thuộc dự án mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2017 và năm 2018. Cùng với đó, C01 Bộ Công an còn yêu cầu Bệnh viện Mắt Trung ương cung cấp hồ sơ liên quan đến việc các gói thầu nói trên, huy động nhân lực sao hồ sơ, tài liệu cung cấp cho công an. Theo báo cáo của Bệnh viện Mắt Trung ương, để kịp tiến độ cung cấp tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra, Bệnh viện Mắt Trung ương đã phân công nhiệm vụ cho các khoa, phòng, bộ phận có liên quan để chuẩn bị tài liệu theo danh mục yêu cầu của C01 Bộ Công an. Do số lượng hồ sơ quá nhiều, Bệnh viện Mắt Trung ương đã phải thuê thêm 6 máy photocopy và huy động nhân lực chuẩn bị tài liệu. Đến hết ngày 13 tháng 4 năm 2023, Bệnh viện Mắt Trung ương đã có 4 lần nộp hồ sơ tài liệu cho C01 Bộ Công an, bao gồm hồ sơ thực hiện mua sắm thủy tinh thể nhân tạo tại gói thầu số 567 thuộc dự án mua hóa chất vật tư tiêu hao năm 2017, gói thầu số 567 thuộc dự án mua hóa chất vật tư tiêu hao năm 2018. Hồ sơ căn cứ quy định về việc áp dụng giá thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế phẫu thuật, thủy tinh thể nhân tạo và các mức hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Hồ sơ về các văn bản, quyết định của cấp có thẩm quyền về hoạt động tổ chức của bệnh viện từ khi được thành lập. Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc với các khoa phòng đơn vị của bệnh viện từ năm 2017 đến thời điểm C01 Bộ Công an điều tra. Hồ sơ về lý lịch, hồ sơ nhân sự, các quyết định bổ nhiệm của 45 cán bộ, bao gồm cả các cán bộ đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác có liên quan đến việc tổ chức thực hiện mua sắm thủy tinh thể nhân tạo
tại gói thầu số 567 thuộc dự án mua hóa chất vật tư tiêu hao năm 2017, gói thầu số 567 thuộc dự án mua hóa chất vật tư tiêu hao năm 2018 của bệnh viện. Ngoài ra, Bệnh viện Mắt Trung ương còn nộp bổ sung các tài liệu gồm hồ sơ nhân sự của các cá nhân trong Hội đồng Khoa học Kỹ thuật nhưng không đồng thời là thành viên tham gia các hội đồng đấu thầu mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao năm 2017, năm 2018 gồm 7 người. Hồ sơ về hợp đồng, hành lý hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu thuộc các gói thầu số 567 thuộc dự án mua hóa chất vật tư tiêu hao năm 2017, 17 công ty. Hồ sơ hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu thuộc các gói thầu số 567 thuộc dự án mua hóa chất vật tư tiêu hao năm 2018, 15 công ty và bản gốc các báo giá gói thầu số 567 thuộc dự án mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao năm 2017. Cũng theo Bệnh viện Mắt Trung ương, ngày 7 tháng 4 năm 2023, Bệnh viện tiếp tục nhận được văn bản từ C01 Bộ Công an yêu cầu nộp toàn bộ bản gốc hồ sơ thầu các gói thầu số 567 thuộc dự án mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao năm 2017 và bản gốc hồ sơ thầu các gói thầu số 567 thuộc dự án mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao năm 2018. Và bệnh viện đã nộp cho C01 Bộ Công an vào ngày 13 tháng 4 năm 2023 theo Bệnh viện Mắt Trung ương. Khối lượng chứng từ, hồ sơ thuộc lĩnh vực tài chính kế toán mà bệnh viện phải cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra quá lớn. Khoảng 60.000 phơi thanh toán, báo cáo sử dụng thủy tinh thể theo từng tháng trong hơn 6 năm. Báo cáo của Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, mặc dù đã rất nỗ lực huy động nhân viên từ các khoa phòng trong bệnh viện phối hợp với nhân viên phòng tài chính kế toán, nhân viên đã làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, thuê thêm máy photo, nhưng bệnh viện chưa kịp hoàn thiện đúng thời hạn. Bộ Công an đang điều tra thì Giám đốc Bệnh viện xin từ chức, nghỉ hưu. Đáng chú ý, trong thời gian C01 Bộ Công an đang triệu tập những cá nhân liên quan các nội dung liên quan đến các gói thầu thuộc dự án mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2017 và năm 2018, thì tháng 8 năm 2023, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương xin từ chức và được Bộ Y tế chấp thuận. Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, việc vừa làm công tác chuyên môn, vừa chuẩn bị khối lượng lớn tài liệu theo yêu cầu của C01 Bộ Công an khiến bệnh viện gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, các cán bộ viên chức liên quan đến việc thực hiện các gói thầu này lên tới hơn 50 người. Trong đó bao gồm toàn bộ thành viên trong Ban Giám đốc Bệnh viện, 8 trên 9 người là đảng ủy viên. Các cá nhân còn lại đa số là trưởng phó các khoa phòng, cán bộ chủ chốt. Tất cả trong tình trạng phải tập trung rà soát các công việc đã thực hiện trong các gói thầu nói trên. Các gói thầu thuộc dự án mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2017 và năm 2018 mà C01 Bộ Công an đang điều tra xác minh thuộc các gói thầu số 567 thuộc dự án mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2017 và các gói thầu số 567 thuộc dự án mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2018 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương chủ trì. Sau khi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiệp xin từ chức Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương và nghỉ hưu từ tháng 9 năm 2023, để duy trì hoạt động của bệnh viện, Bộ Y tế đã giao cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, tạm thời phụ trách quản lý, điều hành bệnh viện. Thời điểm đó, Bệnh viện Mắt Trung ương có 3 Phó Giám đốc, gồm Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Cung Hồng Sơn. Tuy nhiên, cả 3 Phó Giám đốc đều được cho là có liên quan đến các gói thầu thuộc dự án mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao năm 2017 và năm 2018 và đều bị C01 Bộ Công an triệu tập để điều tra xác minh. Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã thông tin trong quá trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, Bệnh viện Mắt Trung ương cũng bị kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo ban hành văn bản triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, việc liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế, việc đầu tư mua sắm, quản lý, cấp phát, sử dụng thuốc tại bệnh viện này.
ngày 27 tháng 1 năm 2022, Thanh tra Chính phủ cũng đã công bố thông báo kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao đấu thầu thuốc chữa bệnh. Trong thông báo kết luận này, Bệnh viện Mắt Trung ương cũng bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra những thiếu sót vi phạm liên quan đến lĩnh vực sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao đấu thầu thuốc chữa bệnh. Trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, gọi tắt là AIC, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp để thu hồi tài sản. Cụ thể, ngày 11 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra có hai công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh ra soát, ngăn chặn, tạm ngừng giao dịch các tài khoản, sổ tiết kiệm, bất động sản của ông Dương Hoa Sô, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Bình Minh, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Trần Đăng Tấn, trưởng đại diện công ty AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết luận điều tra, các bị can, tổ chức, cá nhân liên quan đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả. Cụ thể, ông Sô được gia đình nộp 11,35 tỷ đồng sau 5 lần. Kết luận điều tra cáo buộc bị can này nhận 14,4 tỷ đồng từ AIC. Sau đó, ông Sô chia cho nhiều người và giữ lại 11,35 tỷ đồng để tiêu cá nhân. Gia đình bị can Nguyễn Đăng Quân, giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, nộp lại 700 triệu đồng. Bà Trần Thị Bình Minh nộp 800 triệu đồng sau 2 lần. Gia đình ba bị can khác nộp tổng cộng 430 triệu đồng. Còn ông Nguyễn Thái Nhi, chuyên viên Phòng Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, người không bị xử lý, cũng nộp 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Về phía các công ty quân xanh, kết luận điều tra cho biết, công ty Gen Việt nộp tổng gần 10 tỷ đồng, công ty Technimec nộp gần 1,5 tỷ đồng, còn công ty Vimedimec nộp hơn 580 triệu đồng. Theo kết luận điều tra, Trung tâm Công nghệ Sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh do ông Dương Hoa Sô làm giám đốc từ năm 2004 đến năm 2020. Trung tâm này triển khai thực hiện dự án mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm với kinh phí là 425 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Dương Hoa Sô và các bị can khác đã phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, bà Nhàn đã cùng các bị can thông đồng, nâng giá gói thầu, gian lận, cố ý làm trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho công ty AIC trúng gói thầu, gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, để được trúng thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo ban thư ký tài chính của công ty AIC quyết định phê duyệt, chi tiền, cơ chế, ngoại giao cho ông Dương Hoa Sô. Tổng cộng, cựu chủ tịch AIC chỉ đạo cấp dưới 6 lần đưa tổng 14,4 tỷ đồng cho ông Dương Hoa Sô. Nguồn gốc số tiền trên là từ các hợp đồng dự án 12 phòng thí nghiệm. Thưa quý vị, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là AIC, đang bỏ trốn.